rất là có duyên với chùa Hồng Tích. Vì cụ đến cái chùa Hồng Tích có thể nói là từ cái chùa Trúc Lâm mà qua đến chùa Hồng Tích là cũng đã 25 năm. Tôi vẫn nhớ lúc mà cụ đến chùa Hồng Tích cách đây 25 năm á, thì cụ với lại đứa cháu nhỏ con của ông Quý thì thường ra để cụ đến chùa cụ thường hay cụ nhổ cỏ, cụ nhặt cỏ cho chùa, và cụ thường thường lau bàn sái cho chùa rất là sạch sẽ. Cho nên chính vì vậy mà chùa nhất là lúc nào cũng nghĩ đến cụ nhiều. Từ khi mà cụ đau cho đến bây giờ thì cụ lúc nào chùa cũng cầu nguyện cho cụ. Cũng như mấy ngày vừa qua, từ khi mà ông Quý đến chùa Hương hỏi giấc thì từ lúc đó cho đến bây giờ thì ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho cụ ở chùa. Cũng như sáng nay tôi cũng có cúng cơm tại chùa cho cụ. Thì cho nên chỉ vì vậy mà hôm nay cũng như là có một số Phật tử chùa Hương cũng như là ni sư ở đây đến đây để góp cái lời cầu nguyện và nguyện cho cụ sớm được cao đăng miền Hàn Quốc và gia đình luôn luôn lúc nào cũng được an lạc và noi gương theo những cái hành người của cụ và làm một món ơn. Bà Tám là một người đàn bà có lẽ là đảm đương, thân gầy còm, ốm yếu, nhưng mà cái nghị lực rất là khỏe, rất là mạnh để nuôi quý vị là con. Còn nữa là cụ bà đối với đạo, đối với các chùa cụ bà cũng có công. Thì cái công là cụ bà nghĩ là cũng làm cho chính mình và làm để đã phước được cho các con các cháu. Theo chỗ tôi biết, lúc nào bà của bà muốn cầu nguyện, cầu an đầu năm hoặc là cái lễ nào lớn của Phật giáo, của bà đều viết tên các con, các cháu trong gia đình và quỳ trước Đức Phật, lúc nào cũng cầu nguyện cho con mình bình an, cho cháu mình thành đạt. Giúp cho cái đám